Dạ luôn, hôm nay làm được không chú? Nói chung bên hai vụ thì cũng được, tấn có người cũng tấn tấn mấy, còn có người bị mò cánh trắng thì cũng không có đạt không. Bạn còn một bên là đây là xe lúa đang chạy chạy đi lấy lúa nha các bạn. Đó. Chạy đi lấy lúa đó các bạn. Đây là máy đang cắt nha các bạn. Có mấy anh đã gửi bắt chuột nữa kìa các bạn ơi. Thanh Quy mến chào quý ông bà cô bác cùng các bạn thân mến. Hôm nay cánh đồng quê của Thanh Quy vào mùa gặt. Thanh Quy sẽ quay toàn cảnh cánh đồng quê vào mùa gặt cho các bạn xem nhé. Là cánh đồng quê vào mùa gặt lúa nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Đây là cả cánh đồng nha các bạn. Máy cắt nhóc hết trơn luôn các bạn ơi. Bạn thấy không đó? Anh nó đang chạy theo bắt chuột đấy các bạn. Đó, các bạn thấy không đó, một bên là máy cắt đang cắt nha các bạn. À, đang thấy lúa lên xe nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, đang thấy lúa lên xe đó các bạn. Máy thì đang cắt, còn xe thì cũng đang đi lượm lúa thấy lên xe luôn. Dạ quay phim. Tám chín trăm, bảy tám trăm. Còn bên sông thì bên ba vụ thì thua, bên ba vụ có 11, 12 bao, 3 Dạ. bao, 4 bao. Còn bên đây đừng tấn, tấn mốt, tấn hai có, đủ Dạ. thứ. Năm nay con nghe nói là bà con của mình nói là gầy cánh trắng phá hại như nặng lắm hả chú? Dạ. Đầu cá ba Như như sa. vậy là những cái miếng mà gầy cánh trắng phá hại đó mình Có năng 600, 500, 700 kg là dữ lắm. dạ Lỗ luôn, năm nay vốn quá nặng. Vốn gấp đôi năm rồi. dạ Từ 2 triệu mấy, 3 triệu không luôn rồi, 3 triệu mấy nữa. cái đó là tiền vật tư hả chú? Vật tư. Dạ. Rồi như vậy rồi vật tư như vậy rồi, rồi cái giá lúa của mình căng bán hiện tại là được bao nhiêu chú? Đồ được 8 ngàn, rồi còn 7 chín. Rồi có khi nó bỏ cọc thì tùm lum hết trơn. Rồi bán rồi còn có 7 ngàn rưỡi, bán sao. Tội Dạ. nghiệp nhà nông vô. Nhà nông Dạ. bây giờ nói chung với... Dạ, không sao đâu, không sao. Bình Cái này thường. YouTube mà, phải không? Dạ.
Như vậy rồi cái đồng mình bằng hiện giờ này là được bao nhiêu bao chú? Con người cũng 20, con người 19 bao. Dạ Có như một số bị gạn trống thì gạn cánh trắng thì có được có 11 12 bao. dạ Cái như nào vậy mà không không có bệnh hoạn thì nó cũng được 20 bao, 22 bao nữa. dạ như như vậy là trung bình mình như vậy là khoảng nếu 20 bao là ước tính là cũng khoảng tương đương 1 tấn hả chú? 20 bao là cân tấm mốt. Dạ 1 tấn mốt, như vậy là nếu như giá lúa này thì mình cũng kiếm ăn được hả chú? Rồi, giá lúa này thì bà con được. Mà còn có cái con số như thất mùa thì có người lỗ luôn á. Năm nay dạ có người lỗ. Giá lúa dạ này mà còn lỗ rồi không chi đâu mà giá 6.000 7.000 6.500 là chết. dạ dạ rồi vậy con cảm ơn chú rất nhiều nha, cảm ơn Rồi. chú đã chia sẻ. Rồi. Dạ con cảm ơn chú rất nhiều. Mà Dạ con cái đâu mà là đang ấy thì vô vụ thì lúa nó tuột lại chi mới bị bỏ giá hoài, bỏ cọc hoài, lái vọng nó làm riết kì. Phải có nhà nước can thiệp vô vụ này chứ mà mua giá rồi cái bữa cái bây giờ bỏ lại cái bán lại rẻ mấy trăm đồng không. Dạ như vậy là nó mua mình lúc trước là giá mấy chú? 8.081 mà mà bữa nay còn có mua nó mua lại có 7.600 7.700. như như vậy là nó bỏ cọc mình, như vậy mình lấy cọc nó luôn hay là sao? Lấy cọc đắp lại đó mà cũng còn lỗ lỗ ít lỗ 100 Dạ mà lỗ tấn thì nha 100 200 ngàn vậy đó. dạ như vậy là hiện bây giờ là nó bỏ cọc mình là 8.000 8.001, mà bây giờ nó bỏ cọc mình là bây giờ mình bán lại là thị trường giờ là bao nhiêu chú? Có 7.500 7.600 Dạ bảy ngựa con bảy. gái của phe nó mua không Dạ vậy là phe nó mua tới mua lui mà nó đè mình. đây là nhà nông không mua nhà Dạ nông độ mà đầu đồ trời mà chân đầu đất thiệt độ ăn võ tùng chân nói đụng mà bám lưng cho đất toán mặt cho trời thiệt độ mà mằng ghét độ nhà nông chịu không. Dạ bà các bạn thấy không? Đây là một lời chia sẻ tặng đáy lòng của bác nông dân nha các bạn. Đó là những chia sẻ tặng đáy lòng. Làm lúa đâu phải làm ra được hột lúa là dễ dàng đâu nha các bạn. Ba Một tháng rồi, 3 tháng mấy rồi mằng vất vả, Dạ có người mằng rồi vất vả mà lại lỗ. Dạ Tôi này thì nói chung là chắc cũng được, có như tương đối đựng tấn. Dạ như vậy 1 tấn, nếu 1 tấn vậy là mình tương đối mình lời. Có lời Dạ mình lời được khoảng bao nhiêu chú? 1 tấn này lời cũng không có nhiều, theo năm nay đựng tấn thì chắc là đi cái giá này thì còn Dạ lời được chắc khoảng 4 triệu mấy 5 triệu. Ờ như vậy cũng như vậy là cũng là ngon lắm rồi chú. Còn có người không được á, còn 600 700 ký thì thua. Như vậy là một mình được, nếu như mình được 1 tấn mà mình bỏ hết các khoản chi phí luôn là mình tính hết các khoản luôn. Không, các khoản là nhiều lắm, còn nội là tính tiền ngày vật tư không đó là 3 triệu đó, là ba triệu có hơn 3 triệu nữa đó, bị năm nay quá gầy. Dạ. Xịt năm nay là nói chung là nặng vốn muốn gấp đôi năm rồi. Dạ. Các mùa khác thì có năm nay là nặng vốn chứ lắm. Như như vậy là mình tổng chi phí luôn là một công như khoảng bao nhiêu chú? Khoảng từ 5 triệu. Dạ. 5 triệu, 5 triệu. Như vậy 5 Bây giờ triệu. là giống là rồi xới rồi rồi này rồi, các khoản xịt sọt đồ này kia dữ lắm bộ. Dạ, như vậy là 5 triệu các khoản chi phí là mình, như vậy là mình còn lại là khoảng cũng dao động khoảng 2 triệu rưỡi hả chú? Còn khoảng 2 triệu rưỡi Dạ. không còn được, còn có Dạ. giá nữa cũng ăn không Dạ còn được, vậy thì cũng kiếm còn ăn mà được. dưới 1 tấn thì Thua. tôi cũng hụt. Dạ. Còn cái số nào mướn là lỗ thẳng luôn Dạ. nó nè. Dạ rồi, con cảm ơn chú rất nhiều. Rồi Dạ rồi rồi cảm ơn chú đã chia sẻ. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Đây là bà con đang căng lúa nè các bạn. Bạn này 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 là cái đang cái lúa gà đang căng này các con gà các bạn. Này có cái lúa khá nhiều các bạn.
Hôm nay lúa bà con cũng rất nhiều các bạn.